Thưa quý bạn chị em, chúng ta bắt đầu vào buổi thờ phượng buổi chiều hôm nay. Trước hết tôi xin phép được thay mặt cho mục sư quản nhiệm cùng tất cả quý vị truyền đạo cũng như ban chấp hành gửi lời chào thân ái đến tất cả các con cái của Chúa buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, trong phần thông báo thì xin mời quý vị theo dõi trong phần thông báo. Trong phần thông báo, trong vấn đề cầu nguyện, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những nhu cầu trong hội thánh Chúa, không có gì thay đổi. Có những điều mà chúng ta sẽ thông báo nó rõ ràng hơn. Thứ nhất là Chủ nhật tuần sau, ngày 9 tháng 12, hướng dẫn là anh Nguyễn Phước. Cầu nguyện khai lễ là mục sư Trần Nhật Thăng, dân hiến là cô Nguyễn Thảo. Chia sẻ lời Chúa là truyền đạo Trương Đình Thăng. Cái lịch thông công thì chúng ta theo dõi ở phía sau là thứ Bảy ngày 8 tháng 12 là nhà anh chị Phước Thảo. Thứ Bảy ngày 15 tháng 12 là nhà bà Yến Hát Đát. Thứ Bảy ngày 22 tháng 12 là nhà anh chị Thành Hiền. Thứ Bảy ngày 29 tháng 12 là nhà ông bà Nguyễn Vĩ Trung. Và thưa quý bạn chị em, tôi cũng thông báo luôn cho tháng 1, đặc biệt tôi mới nhận vào lớp trường chủ nhật buổi sáng hôm nay, là đầu tháng 1 thì chúng ta sẽ nhóm ở nhà của ông Nguyễn Minh Lợi. Ông Lợi sẽ mở cửa để chúng ta cùng nhóm vào đầu năm, vào ngày thứ Bảy, đó là nhà của anh Lợi. Còn trong tháng 1 thì quý vị nào muốn ngoài những cái thứ tự mà chúng tôi ghi ở đây, nếu ông bạn chị em nào muốn mở cửa để mời hội thánh nhóm thì xin liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể thay đổi, hoặc là chúng tôi có thể nói chuyện hoặc là sắp xếp lại với những cái người đã có cái lịch trước. Không có gì trở ngại, xin quý bạn chị em đừng có ngại. Ngoài ra thì tờ chương trình của chúng ta hiện nay, tờ chương trình là anh Nguyễn Nghĩa sẽ làm tờ chương trình, cho nên quý vị mục sư cũng như quý thầy cô truyền đạo, những người giảng luận chia sẻ lời Chúa, xin giữ tờ chương trình email và cho anh Nghĩa để anh tiện việc làm tờ chương trình. Và sau đây là phần tôn vinh Chúa. Xin mời ban tôn vinh giúp cho hội thánh trong phần tôn vinh Chúa. Xin kính chào anh. Để mở đầu chương trình, chúng ta đồng hướng lên và chúng ta sẽ tôn vinh Chúa bài thánh ca 298, Hằng nương trong Chúa muôn đời. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2, dạo đàn và hát câu 3. Thank you.
ca số 50, Kìa thiên binh cùng nhau chói hát. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2, dạo rằng hát câu 3. Xin hội thánh cùng tôi hướng lòng về Chúa để chúng tôi cầu nguyện với Chúa buổi chiều hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con rất cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con những ngày qua được mọi sự bình an. Chúa ơi, buổi chiều hôm nay chúng con lại đến ngôi thánh đường này để chúng con thờ phượng và hầu việc Chúa, tôn vinh danh của Ngài. Chúa ơi, chúng con đang hướng về ngày lễ Giáng sinh là ngày sự Chúa đến trần gian này. Chúng con là ai mà Ngài phải giáng thế để chết cho chúng con? Ngài đem yêu thương của Ngài đến thế gian, nhưng mà Ngài phải chịu mang thập tự giá đau thương, phải chết trên đồi Gô-tha. Chúa ơi, xin Chúa ngày ban ơn cho mỗi chúng con ngày hôm nay thấy được sự rạn nứt ở trong lòng mỗi người của chúng con. Sự rạn nứt về tình yêu thương, sự rạn nứt về gia đình, sự rạn nứt về sự gắn bó yêu thương với nhau. Chính sự này đã Chúa đã đến thế gian đem chúng con lại, gắn bó chúng con lại, hàn gắn tất cả những sự rạn nứt đó trong đời sống của chúng con, để chúng con được hưởng phước hạnh nơi Chúa. Chúa xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng con có một tấm lòng mềm mại để nhìn biết sự vinh hiển lớn lao và sự cứu chuộc này đến với mỗi chúng con,
để chúng con nhận những phần thưởng, những ơn sủng mà Chúa đã vì chúng con mà Ngài đến thế gian này. Ngài đem tình yêu thương đến cho chúng con, để chúng con tiếp nhận tình yêu thương đó một cách vui vẻ, một cách hoàn mỹ trên đời sống của chúng con, để cho đời sống của chúng con được ấm áp, để đời sống của chúng con được đầy ơn theo Ngài một cách vững vàng. Con rất cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài đánh tan mọi nghi ngờ, mọi sự lý luận của đời này để chúng con không đến gần với Chúa. Xin Chúa cất bỏ tất cả những điều đó đến với chúng con, để chúng con hiểu rằng tất cả những việc của đời này không đem lại phước hạnh, mà chỉ có Chúa, sự giáng sinh của Ngài, chúng con biết đến Ngài để chúng con được cứu và được tha tội, chúng con được bình an ở trên nước vĩnh sanh. Con rất cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa đến với chúng con ngày hôm nay. Ngài đến với mỗi lòng của chúng con để có tấm lòng mềm mại để nghe lời của tôi tớ của Ngài dạy dỗ chúng con trong buổi chiều hôm nay. Chúng con rất cảm tạ ơn Chúa, và Chúa cũng ban phước cho tất cả mọi người có mặt hiện diện hôm nay ở đây được đầy ơn phước của Ngài cho mình và cho cả gia đình. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho những người mà không chiều hôm nay không đến đây được với thờ phượng với chúng con. Xin Chúa cũng thăm viếng, đặt cánh tay của Ngài trên họ để ban phước cho họ, và để tuần sau họ có cơ hội đến nhóm họp với chúng con. Chúng con rất cảm tạ ơn Ngài. Và buổi chiều hôm nay chúng con cũng tổ chức buổi nhớ lại những ơn sủng mà Chúa đã ban cho chúng con. Ngài đã vì chúng con mà khổ đau, bị chịu chết trên thập tự giá, để chúng con ăn bánh và uống chén, để chúng con nhớ tới công việc của Ngài, là chúng con phải giao giảng lời của Chúa cho đến cùng trái đất. Nguyện Chúa ở với chúng con, tiếp trợ cho chúng con, để chúng con thực hiện lời dạy của Chúa một cách tốt đẹp. Con rất cảm tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin hội thánh an toàn. Chúng ta trong tay có tờ chương trình, và trên màn hình thì chúng ta cũng có chiếu. Tôi xin phép được đọc Luca đoạn 24 từ câu 13 cho đến câu số 35. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 Estade. Họ làm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chi ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài để cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc đã xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật, có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đang sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: hỡi những kẻ dại dột, có lòng trầm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi đến gần làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng: xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường,
Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, sau đây là phần giảng luận của tôi tớ Chúa buổi chiều hôm nay. Xin mời mục sư quản nhiệm giúp cho Hội Thánh trong phần giảng luận. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi tôi kể chia sẻ bài giảng luận này, tôi muốn kể một câu chuyện ngắn trong cái quyển sách gọi là Tô Cháo Rắn của ông Nguyễn Hữu Hiệu với tựa đề là Ý Trời. Câu chuyện đó như sau. Quý vị cũng biết ông Nguyễn Hữu Hiệu là một ông học giả Phật giáo. Ông có pháp danh và viết về sách Đạo Phật rất nhiều. Nhưng mà ông viết một quyển cuốn sách gọi là một câu chuyện ngắn rất là ý nghĩa mà có tựa đề là Ý Trời. Trong khi đó thì người Phật giáo không tin là có ông trời. Câu chuyện đó xảy ra trong trại tị nạn. Thì có một ông già đang ngồi nấu bên cái bếp lửa. Thì có một cô gái bước vào. Cô gái hỏi, chú đang làm cái gì đó? Thì ông nói rằng chú đang nấu nồi canh, canh rau. Thì cô cháu gái nói rằng chú nói nấu canh thì chú đừng có đẩy nắp nó hết màu xanh. Thì giờ ông chú nói rằng không sao đâu, nấu cái nồi canh bậy bạ vậy mà đẩy nắp ra cho nó mau chín, đỡ tốn củi. Và ông nhức ướt mắt nhìn lên cô gái này, hỏi là cháu đi đâu mà cháu ăn diện giống như đi Mỹ vậy. Thì cái cô nói là cháu đi party, chiều nay có cái party ở trong trại tị nạn. Rồi nó hỏi thêm là chú, hình như chú có cái money order, chú đó lấy tiền ra cash chưa? Thì ông nói rằng là chưa, bởi vì hôm nay thứ sáu bận lắm, thành ra chú không có, ở văn phòng nó bận đông người, chú chưa có cash. Đây để cái money order đây. Thì cái cô giáo này cô nói rằng thôi chú đưa cho con đi, con làm ở văn phòng, con cash giùm cho chú. Thì ông lấy ông cái money order đưa cho nó và nói đây nè, cái money order của chú đây, chú đã ký sẵn tên rồi, con cứ cash giùm cho chú. Thì nó nhìn nó là thấy có 25 đồng Anh Kim. Thì ông nói đây là số tiền của thằng cháu của chú, nó còn đi học nhưng mà nó để dành tiền cho chú, để cho chú mua thuốc bổ cho uống. Cái nó nói là, nói thôi chú cho con mượn số tiền này đi. Thì cái ông chú này nói không được, đây là cái lòng tốt của thằng cháu của chú. Nó tiết kiệm, nó để dành thì giờ được 20 mấy đồng. Thì chú phải xài, chú phải dùng tẩm bổ cho ông, thôi là phụ lòng tốt của nó. Nhưng mà nếu cần thì chú cho con phân nửa. Cái cô gái này có nói không đủ đâu, con cần 25 đồng Anh Kim này để con phá thai. Thì ổng giật mình, ổng xe lại, ổng nói rằng cái vấn đề này không phải là vấn đề tiền nữa, mà vấn đề là tại sao mà con phá thai. Nó nói chú biết rồi, cuộc sống bây giờ là sống tự do mà. Người ta cắt móng tay, người ta cắt tóc, đâu có cần xin phép ai, nó thuộc về thân thể của mình mà. Cái nào nó con thấy bực bội mà con không thích thì con cắt bỏ. Cũng như người ta cắt cái phổi, người ta cắt cái vú bị ung thư, cắt bỏ đi như vậy. Thì nếu không muốn thì vứt bỏ đi. Ông chú này, ông
buồn lắm, bởi vì nó là con của một người bạn thân của mình, mà người bạn thân đó là một ông luật sư có tài hồi ở Việt Nam trước 1975, nhưng bị cộng sản bắt nhốt mười mấy năm và chết ở trong tù. Cho nên ông vừa muốn giúp mà phải giải thích cho nó. Ông nói rằng cái quyền sống của đứa bé này con không có ý đến sao. Đứa bé này trong bụng của con nó đâu phải như cái móng tay hay là như cái cọng tóc mà con muốn cắt lúc nào cắt, hay là một cái miếng thịt ung thư mà con muốn cắt bỏ. Nó là một cái con người còn biết sống, con nó có quyền sống của con. Thì đang ông đang giải thích như vậy thì cái nồi nước sôi, cái nồi canh ông sôi bụp bụp lên. Thì ông quýnh quán, ông và đứa cháu gái này quýnh quán chạy lại để mà lấy cái nồi canh lên. Thì đứa cháu này vô tình làm rớt cái muôi họ đưa xuống và cháy mất. Thì nói rất là khóc, nó khóc rồi nó xin lỗi chú, đó lỗi tại con sẽ nói với anh của con bên Mỹ gửi tiền qua trả cho chú số tiền này. Và nó chạy, nó bỏ đi, vừa khóc vừa bỏ đi. Ông chú còn ở lại một mình lầm bầm nói rằng không phải lỗi của con, chúng ta không có ai sai hết, mà chẳng qua đó là ý trời. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay tôi muốn chia sẻ một câu rất ngắn trong cái bài cầu nguyện chung, đó là ý cha được nên. Bốn chữ ý cha được nên này, khi mà mình cầu nguyện, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, mỗi tuần chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cầu nguyện, bài cầu nguyện chung, chúng ta mở miệng nói ý cha được nên. Nhưng mà trong cái tâm trạng của mình, nó mang bốn cái tâm trạng khác nhau. Có thể chúng ta nói, mở miệng nói ý cha được nên, nhưng mà trong cái tinh thần chủ bài tiêu cực, bởi vì không có cách nào cầu nguyện khác được, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Cho nên mình chỉ đành mở miệng phải nói là ý cha được nên. Cũng có thể trong một cái tinh thần rất là cay đắng, bởi vì ý của mình không trúng ý của Chúa và Chúa không làm theo ý của mình, nhưng mà đành phải mở miệng nói ý Chúa được nên. Cũng như trong một tinh thần thứ ba là tinh thần thiếu tin tưởng, không tin rằng Chúa sẽ chấp nhận điều mình xin, nên đành nói ý Chúa được nên. Và ngược lại thì cũng có người nói ý Chúa được nên trong cái tinh thần tin tưởng mãnh liệt vào Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả đều do Chúa sắp đặt và Chúa là đấng quyền năng, Chúa đấng yêu thương, cho nên ý Chúa là ý của mình và sẽ được nên. Cho nên quý vị thấy trong một cái câu cầu nguyện ngắn có bốn chữ như vậy mà mang cái bốn tâm trạng thật là khác nhau. Vì nhớ Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn Gethsemane, Chúa cũng nói rằng ý của con là như vậy, nhưng mà xin làm theo ý của Chúa. Cái khó của lời cầu xin này tôi đang gặp phải 40 năm về trước, 42 năm về trước, tức là năm 1970, khi cha tôi đang ở trong bệnh viện, thì cha tôi bảo tôi phải chở về nhà. Và khi mà ông đang còn đau mà chở về nhà, thì tôi biết rằng cuộc đời ở dương thế của cha tôi đã chấm dứt. Những nhiều tháng trước tôi đã cầu xin Chúa cho ba tôi được khỏe mạnh, để rồi tôi có dịp đền ơn đáp nghĩa. Tôi vừa mới thành tài, vừa mới ra trường, vừa đi làm được 2 năm, lu bu công việc không có dư tiền, xin vài tháng, vài năm để có một chút tiền để mà dẫn cha tôi đi du lịch. Bây giờ ba tôi rất là thích du lịch.
Ngoài Cần Thơ và Sài Gòn thì ông chưa có biết Vũng Tàu, ông chưa có biết Đà Lạt, chưa biết Huế. Thành ra ước mong của tôi làm sao có dư tiền để mà đưa ông đi một vài nơi thành phố ở Việt Nam, chưa nói là ở ngoại quốc. Cho nên cái lời cầu xin của tôi là tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận, bởi vì đó là một cái ước muốn của một người con muốn báo hiếu. Nhưng mà Chúa không có đáp ứng lời cầu nguyện của tôi, và để cho cha tôi qua đời. Từ đó thì tôi cầu nguyện ý cha được nên, mà trong lòng thì cay đắng, không có muốn cầu nguyện, không có muốn mở miệng nói lên cái bài cầu nguyện chung, nhất là đến hai chữ, đến bốn chữ là ý cha được nên. Lúc đó tôi không có hiểu rõ cái bốn chữ này, nhưng mà lòng bất bình, thái độ của tôi là tiêu cực, chống đối với lời cầu nguyện này. Quý vị tưởng tượng mà đứng trên cái, đứng bên cái giường bệnh mà người thân yêu của mình đang nằm ở đó, mà không có cái thái độ nào tiêu cực bằng cầu nguyện ý cha được nên. Bởi vì lòng tôi là tôi muốn rằng cha tôi phải được mạnh, và tôi nài xin Chúa cho cha tôi được khỏe mạnh. Nhưng mà có câu thầu, con muốn là như muốn như vậy, nhưng mà ý cha được nên. Cho nên nó cay đắng làm sao. Và tôi cũng biết rằng cái lời cầu xin của mình không có thể nào thay đổi cơ trời hay là thay đổi cái vận của một con người được. Thành ra mà khi mà mở miệng nói là ý cha được nên thì nó thật sự là nó bẻ bàng. Bởi vì cầu nguyện mà lòng mình không muốn. Trong khi đó thì Kinh Thánh có rất nhiều chỗ, nếu mà mình hết sức cầu nguyện Chúa thì Chúa cũng có khi thỏa mãn theo ý của mình. Thí dụ như ông Elise, ông cầu nguyện cho cái cô đứa con của ông bà nữ Sume thì Chúa cũng trị lành. Cũng như ông vua Ezechia cầu nguyện thì xin Chúa cho sống thêm 15 năm nữa thì Chúa cũng cho. Cứ như dân chúng thành Ninive cầu nguyện ăn năn thì Chúa cũng tha thứ cả thành phố, cả thành đó. Cho nên cái thắc mắc trong lòng của tôi là nếu mà ý Chúa được nên là quan trọng thì cái sự ý Chúa có bao giờ quan tâm đến cái lời cầu xin của mình hay không? Nếu mà Ngài chỉ lo những cái việc lớn như cả vũ trụ hay cả nhân loại này thì một cái ý kiến của mình nhỏ nhoi mình này xin Chúa có quan tâm đến hay không? Cái thứ hai nữa là tôi cũng có tự do để có những ý kiến riêng về cuộc đời của mình, hay là về những người xung quanh của mình, hay là về những biến cố xảy ra và mình cầu xin như vậy. Thì nếu có mâu thuẫn với ý của Chúa thì ai sẽ thắng? Nếu mà mở miệng nói là ý Chúa được nên tức là Chúa thắng, tức là ý của Chúa được nên, chứ còn ý của tôi không có được nên nếu có sự mâu thuẫn như vậy. Và cái điều quan trọng nữa là nếu nói Chúa là đấng toàn năng thì tại sao mình cần có sự cầu nguyện là ý Chúa được nên? Chúa toàn quyền mà. Tại sao cần một cái người con bé nhỏ của Ngài cầu để cho ý Chúa được nên? Đó là những cái thắc mắc ở trong lòng của một cái người có một cái sự suy nghĩ về cuộc sống của mình. Thì mình thường cầu nguyện Chúa mà mở miệng nói rằng ý Chúa được nên, thật sự là lòng mình có nhiều nghi ngờ. Đó là bốn cái điểm mà nghi ngờ tổng quát trong cái đời sống của một cơ đốc nhân. Cho nên tôi nói rằng ý Chúa được nên là cái lời cầu nguyện khó khăn nhất của người cơ đốc nhân. Nếu gặp trong cái hoàn cảnh éo le
hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ chúng ta phân tích cái khó khăn thứ nhất của mình, là ý của Chúa có liên quan hay là có quan tâm đến đời sống của mình hay không. Trở lại cái câu chuyện hai môn đồ sau khi Chúa chết, rời thành Jerusalem đi đến thành Emmaus, đường xa và thất vọng. Cho nên hai người đó lê lết trên con đường đi đến Emmaus. Ngày Chúa Nhật đó là ngày Chúa sống lại, nhưng mà đối với họ, họ đang thất vọng, não nề. Về hướng Emmaus, hai vị quay mặt về hướng Jerusalem. Satan muốn chúng ta xây cái mặt qua hội thánh, đưa lưng lại với hội thánh. Và ngày Chủ nhật, Satan muốn chúng ta hướng lòng về shopping, hướng lòng về business, hướng lòng về những phim bộ, hướng lòng về những tiệc tùng bè bạn. Không muốn chúng ta hướng lòng về hội thánh. Bởi vì nếu chúng ta đến hội thánh, chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, nó cản trở chúng ta. Khi mà chúng ta thông công với nhau, chúng ta hội họp với nhau, chúng ta học kinh thánh với nhau, chúng ta thờ phượng với nhau, chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên sai lầm của chúng ta là dốc theo kế hoạch của Satan. Cái sai lầm thứ hai là chúng ta không đọc hay nghiên cứu lời của Chúa. Vì chúng ta không có nghe lời của Chúa cho nên chúng ta sợ, chúng ta lo lắng. Và Chúa Giêsu đã sửa chữa điều này đối với môn đồ của Ngài bằng cách Chúa Giêsu đọc Kinh Thánh cho họ nghe. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin các lời tiên tri nói, há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó chỉ vì Ngài trong quyển Kinh Thánh. Chúa đem quyển Kinh Thánh ra, Chúa sửa chữa cái tâm trạng của hai các môn đồ đến Ma Út này. Và sau khi sửa chữa rồi thì họ quay mặt về Jerusalem. Do đó Chúa cũng áp dụng cách này cho chúng ta. Ý muốn của Chúa là gì? Giêsu nói rằng: Ý muốn của Đấng sai ta đến là ta không được làm mất một người nào mà Ngài đã giao cho ta. Ta sẽ khiến họ sống lại trong ngày cuối cùng. Và ý muốn của Đấng Cha ta là phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy được sống lại trong ngày sau rốt. Ngài muốn mọi người được cứu và biết lẽ thật. Đó là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là cả thế gian được cứu. Và khi ta biết ý của Chúa rồi thì chúng ta khi mà phân vân, khi mà không biết phải quyết định như thế nào, thì chúng ta phải chọn lựa ý nào hợp với ý muốn của Chúa, hợp với cái đường lối của Chúa, hợp về cái kết quả mà Chúa muốn, biết là cả thế gian được cứu. Do đó khi mà biết được cái ý muốn của Chúa rồi thì chúng ta dễ dàng quyết định. Giờ trở lại cái khó khăn thứ ba, là nếu Chúa là Đấng toàn năng thì tại sao ý Chúa chưa được nên mà cần có sự cầu xin của những con cái nhỏ bé của Ngài? Chúa dạy chúng ta cầu nguyện ý Chúa được nên, tức là ý Chúa chưa được nên cho nên chúng ta mới xin. Và tại sao Ngài là Đấng toàn năng mà cần chi lời cầu nguyện của chúng ta?
Quý vị nhìn ở ngoài thế gian, đây là một thế gian tội lỗi, thế gian đau khổ, thế gian đầy sự nghèo khổ, đầy bệnh tật, đầy sự tham nhũng, đầy tham ô, đầy đủ mọi thứ tệ hại, bại hoại trong xã hội ngày nay. Tức là ý cha chưa được nên. Tại sao như vậy? Tại sao ý cha cho tới giờ này chưa được nên? Sự thật là Đức Chúa Trời đã hoàn tất công việc của Ngài. Việc của Ngài là sai Chúa Giê-xu đến thế gian. Và Chúa Giê-xu đến thế gian, Chúa Giê-xu cũng đã hoàn tất nhiệm vụ của Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Linh cũng đã làm xong nhiệm vụ của Đức Thánh Linh, là Ngài ở trong lòng của mỗi con dân của Ngài. Và các sứ đồ cũng đã làm xong nhiệm vụ của các sứ đồ. Các nhà tiên tri cũng đã làm xong nhiệm vụ của các tiên tri. Thì té ra ý cha chưa được nên là tại vì chúng ta, chúng ta không hành động, hoặc là chúng ta chưa hành động. Đức Chúa Trời làm việc của Ngài, Chúa Giê-xu làm việc của Ngài, Thánh Linh làm việc của Ngài, sứ đồ làm việc của Ngài, của họ, các tiên tri làm việc của họ. Mà tới giờ này ý cha chưa nên, chưa được nên, tại vì chúng ta không hành động, hoặc là chúng ta thiếu hành động, hoặc chưa hành động. Trở lại cái câu chuyện của hai ông môn đồ, câu 29, 28 và 29 ghi rằng: Chúa dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều tối rồi. Vậy Ngài vào ở lại với họ. Quý vị thấy ở đây cái chìa khóa của vấn đề là sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta. Có hiện diện của Chúa Giê-xu thì chúng ta mới thấy được ý muốn của Ngài. Chúa sống với chúng ta thì chúng ta mới thấy được ý của Ngài. Tôi sống với vợ tôi 48 năm, nên vợ tôi biết ý của tôi. Nếu Chúa không ở với chúng ta không biết ý của Chúa. Và cái cách mà trình bày ý của Ngài mỗi người khác nhau. Chúa dùng bụi gai để nói với Môi-se, Chúa dùng bụng cá để nói với Jonah. Và cách mà Chúa hiện diện với tôi khác với cái quý vị, mỗi người mỗi cách khác nhau. Mà chúng ta phải cố gắng thế nào để có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mà khi Chúa trong đời sống của chúng ta thì tự nhiên cái ý muốn của Ngài và ý muốn của mình sẽ không khác biệt với nhau, sẽ không còn mâu thuẫn với nhau nữa. Và một điều quan trọng nữa là Chúa sẵn sàng ở cùng chúng ta. Bởi vì khi các môn đồ mở miệng xin Chúa ở lại, và Ngài ở lại và vào và ở lại với họ. Trong phần kết luận, khi Chúa ở và ở với họ, vào với họ, ở với họ, bẻ bánh ăn với họ, thì mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Sau Ngài thoạt đến, thoạt biến đi không thấy. Hai người bèn cùng nói với nhau rằng: Khi nãy đi đường Ngài nói với chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Khi chúng ta phát hiện ý muốn của Chúa, lòng chúng ta nóng nảy. Khi chúng ta biết được ý của Chúa, chúng ta có sự hăng hái. Chúa tiết lộ ý muốn của Ngài làm ấm lòng chúng ta và đốt nóng lòng của chúng ta. Ngài đã đốt nóng lòng của Jeremy. Ngài đã làm nắm ấm lòng của Nehemi trước một cái hoàn cảnh hoang tàn của thành phố Jerusalem. Ngài đốt ấm lòng của Abraham trước một vùng đất mà họ chưa biết, làm cho Ê-sai được nóng lòng
bởi một cái khải thị mà không hề biết trước, và ấm lòng Noe với 100 năm chờ đợi đóng thuyền. Một Jericho, một Goliath không làm cho Giô-se và David sờn lòng vì họ có ngọn lửa của Thánh Linh. Hai môn đồ của Chúa qua chặng đường đi với Ngài, sau khi ở với Ngài thì lòng họ ấm trở lại, nóng lòng sau khi biết được ý Chúa, và sau đó thì họ quay trở về Jerusalem. Chúng ta biết được ý Chúa là Ngài muốn mọi người đều được cứu và biết lẽ thật. Vậy hãy đi ra dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. Đó là ý của Chúa, ý cuối cùng của Chúa. Chúng ta ai đều cũng biết đây là ý muốn của Chúa, là mọi người được cứu và đi rao truyền tin lành phúc âm cho muôn dân. Hội thánh chúng ta có hai chương trình truyền thanh và truyền hình để làm theo ý muốn của Ngài. Nhưng mà ý Cha chưa được nên. Đây là một điều đau buồn. Bởi vì 90% ông bà anh chị em tại đây chưa hề nghe, chưa hề thấy, chưa hề xem, chưa tham gia, chưa đóng góp điều chi về cái chương trình này hết. Nhất là chương trình phát thanh đã được 7 năm rồi, và mỗi tháng hội thánh phải chi ra 600 đồng để trả tiền đó. Nhưng mà quý vị đã đóng góp được bao nhiêu? Nếu nói rằng chương trình này đã sống được 6-7 năm mà không cần có tôi thì tôi đâu cần thiết nữa. Và nói rằng ý Chúa được nên thì đó chỉ là ngụy biện mà thôi. Bây giờ lòng chúng ta có nóng nảy hay không khi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta cứ tiếp tục nguội lạnh như vậy? Nếu nóng nảy rồi thì sao? Hãy có một cái gì lớn hơn trong cái đầu óc của mình. Quý vị hãy suy nghĩ rằng 10 năm nữa tôi muốn hội thánh của tôi như thế nào? 10 năm nữa Chúa muốn hội thánh của tôi như thế nào? Đó là một cái tư tưởng mà chúng ta cần phải có. Chúng ta muốn như thế này: 10 năm nữa hội thánh này sẽ có 500 tín đồ, có chương trình truyền thanh 24/24, có chương trình truyền hình mỗi ngày, hay là có một cái hội thánh riêng của mình cho mình làm chủ, hoặc là mình vân vân và vân vân. Thì ý muốn của mình có mâu thuẫn với ý muốn của Chúa hay không? Ý Chúa được nên hay không? Xin hãy hội thánh có sự nóng lòng khi muốn được ý của Chúa. Từ nay mỗi khi chúng ta cầu nguyện 4 chữ ý Chúa được nên, thì xin nhớ rằng chúng tôi đã cùng có một mơ ước giống như Chúa. Hội thánh này lớn lên, hội thánh này có trụ sở riêng, hội thánh này có chương trình truyền thanh ra rã suốt ngày, có hội thánh truyền hình suốt mỗi ngày cho người đồng hương của chúng con. Và xin bắt đầu bằng một hành động cụ thể. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Hễ nhớ đến những gì mà chúng ta cầu xin ngày hôm nay và mơ ước của chúng ta, và mỗi lần cầu nguyện đến 4 chữ ý Cha được nên, xin có một hành động cụ thể. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa.